Chào các bác nhé Hôm nay em sẽ nói tiếp về một cái vấn đề về cái chỉnh uh, record EQ này. REC EQ này cho các máy uh, Sony K5 này, K7, K3 này. Đó. Uh, cái chỉnh uh, RIG EQ này thì hầu như chỉ có một vài máy có thôi và rất hiếm các máy có. Thường các máy người ta sẽ fix cứng cái EQ của phần ghi này ở trong bảng mạch rồi và ta không thể chỉnh được nhưng một số máy nó lại có cho chỉnh như này càng chỉnh nhiều thì càng tốt thôi các bác ạ và các dòng máy K5 K7 này em thấy phần EQ nó hầu hết đều bị sai các bác nhé đầu hết đều phải giảm mà khoảng 2 đến 3 vạch thường là hai vạch phải các bác phải giảm cái này về hai vạch này, thì nó mới đúng này à, còn tất nhiên là mình phải có cơ sở rồi thì mình mới chỉnh được chứ không phải chỉnh bừa đi như vậy thứ nhất nhá ta uh, sử dụng uh, các phần mềm, nó có khá nhiều các phần mềm để chỉnh cái này, chị em đang dùng cái phần mềm này, uh, tên phần mềm này các bác nhé phần mềm nó bán khoảng 600 000 nghìn hay sao, còn có một số phần mềm miễn phí trên mạng, ấy. Uh, các bác tự tìm uh, nhá, em thì lười tìm lắm, em có sẵn cái phần mềm này rồi, đây là nó có một số tiếng ồn này, đó, và cái này là cái chính xác nhất này, đó, cái này nó sẽ nó sẽ chạy uh, từng ít một ít một Chứ nó không chạy cùng một lúc thì nó cái này nó có độ chính xác tốt nhất các bác nhé. Cái cuối này, cái chấm vàng này. Đó. À, còn chỉnh qua thì ta có thể dùng cái này. À, đầu tiên em sẽ chỉnh uh, qua cho các bác xem nhé. Các bác dùng cái này này. Thì độ chính xác nó sẽ tương đối. Các bác chỉnh làm sao cho trên máy nó để trừ 20dB. Và trên cái này các bác cũng chọn trừ 20dB nhé. Đấy, trừ 20. Trừ 20 này các bác có thể chỉnh được uh, nó có cái độ chỉnh ở uh, đây này uh, hình như đang chạy nó không cho chỉnh đây này nó có cái chỉnh uh, input level này các bác có thể chỉnh uh, cho nó bằng nhau nhé đang chạy nó không cho chỉnh đâu đây em sẽ để uh, để cái này ở giữa nhé em để ở giữa là các bác sẽ nhìn thấy đây này, tại đây nó phẳng này nhưng cái chỗ này nó bị lồi lên này, bởi vì cái eq đang bị cao các bác nhé đó em sẽ vặn uh, xuống này đó, sẽ nhìn thấy này. đó bây giờ cái cái đoạn này này nó là nó bị trồi xuống nó không còn nó trồi xuống này nó phẳng cái thằng này đó. em chạm bạn nữa này Đấy, bạn nữa thì nó xuống quá này Đấy. bạn nữa thì cái giải cao nó cũng bị xuống trùng theo cái giải này đó thì điểm tối ưu nhất em thấy điểm tối ưu nhất là tầm khoảng trừ uh, 2 hai trừ vạch là hầu như con máy Sony nào cũng bị em thấy có mấy con K 5 K 7 của em đều phải chỉnh về trừ hai thì ghi nó mới ổn còn nếu chỉnh ở đây thì cái tiếng nó bị à, cái trung âm nó cái phần à, trung âm nó bị nổi lên nó, nó nó tiếng nó gọi là nó bị nổi phần trung âm lên nghe nó nhiều trung âm lắm còn để như đây thì thép cuộn nó gần như là một một các bác chỉnh uh, khoảng trừ hai này cái cái bé thì hồi, lúc trước em mới nói rồi là cái điểm uh, điểm tối ưu nó khoảng từ uh, từ cộng một vạch đến trừ một vạch đây là trong cái điểm tối ưu của cái cái bé này nếu vặn quá như này, này tiếng nó sáng quá và nó bị méo tiếng các bác nhé vặn như này thì tiếng nó tối quá và em thấy uh, cái băng này này để như này thì cái, cái tần số nó sẽ phẳng Đấy. Đấy. để tạm như này nhỉ để uh, điểm tối ưu là trừ một nhá trừ một vạch nhé. cái này trừ hai vạch à. bây giờ ta sẽ để trên thằng này thằng này chạy hơi lâu nhé các bác đợi tí cho nó chạy ok nó sẽ chạy từng tí một tí một tí một để nó vẽ một cái đường thẳng đấy nó đang chạy à, nó chạy lâu thì em tạm dừng xong khi nào nó chạy xong thì em ấn lại nhé đó nó chạy sắp xong rồi này, này. Thấy, các bác nhìn thấy nó tạo thành đường thẳng rất là đẹp không và tại tần số uh, cao bắt đầu nó giảm nó có sự suy giảm các bác nhé đây là không thể không thể tránh khỏi được à, tần số cao thì nó sẽ bắt đầu bị suy giảm và đến 20 kHz thì nó, bị... à, cái này nó tầm khoảng 8 k bắt đầu nó có sự suy giảm các bác nhé. 10 k nó giảm ít và nó giảm dần 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 Đấy, giảm đến 20 k này hết Đấy, và nó sẽ chạy lại nó cứ chạy liên tục như vậy thì các bác nhìn cái đường thẳng rất là khi tại điểm trừ hai này nó rất là thẳng các bác nhé nó tạo một đường thẳng rất là đẹp và bây giờ em để ở giữa này nếu mà các bác mà thích nguyên bản của nhà sản xuất nó sẽ là ở giữa ở giữa thì nó sẽ bị vòng đấy coi nhé bây giờ bác nhìn nó chạy một lúc này bác có thể thấy nó nó sẽ bị vòng này nó, nó, kiểu nó béo bụng béo đấy nó, nó cao lên này. Đó. Đó, nó chạy sắp xong rồi này. Đây nha các bác nhìn đây nhá. Đây, tại đây nó là tại cái điểm này này. Tại từ khoảng 100 Hz đến khoảng 800 Hz khoảng 500 à. Đây. Từ 100 Hz đến 500 Hz thì nó khá là phẳng, nhưng mà từ cái khoảng 800 Hz này đến khoảng 5 kHz là nó bị phòng Nó phòng này, như kiểu cái bụng nó bị béo ấy. Đấy nếu mà để ở giữa thì cái 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 tần số này nó bị khách đại lên nó không còn phẳng nữa các bác nhé vì à, tối ưu nhất là nó tạo một đường thẳng thẳng đét như này nhưng mà nói chung là không bao giờ có được như vậy đâu nó, nó, chỉ trên lý thuyết thôi còn các máy này thì hầu hết phải để khoảng trừ hai là đẹp nhất em thấy thường là trừ hai trừ hai còn nếu các bác là thích thì có thể trừ ba cũng được trừ ba thì tiếng nó nó, nó cái trung âm nó bị hơi, hơi yếu để trừ hai đẹp nhất để trừ hai thì nó sẽ rất là phẳng. Để em vừa chỉnh các bác đợi nó chạy lại thì nó, các bác nó sẽ thấy nó rất là phẳng như lúc nãy nhá. đang chạy lại, tạm dừng cho nó mất đỡ mất thời gian nhé. Đây cho các bác xem này, Đấy, đang chạy sắp xong rất là phẳng các bạn nhé. tạo thành đường thẳng luôn. Cái đoạn cuối này tần số cao bị suy giảm thì chấp nhận thôi. Uh, có một số bác uh, ở các diễn đàn nước ngoài người ta làm tốt lắm người ta sẽ căn chỉnh đầu từ hay như làm như nào nó tạo thành đường thẳng tóc như này luôn không bị cong như này đâu mấy cái bác cái chuyên nghiệp lắm còn mình thì máy nguyên bản thì mình chỉ được này thôi các bạn ok thế này em hướng dẫn được cái chỉnh cái cái, cái rig eq này các bác nhé chỉnh uh, nói chung là ít máy có cái này lắm hoặc một số máy nó có chỉnh ở trong máy thì các bác chỉnh làm sao cho uh, nó tạo thành một đường thẳng này. Nó không bị vòng lên như thế này là được. Ok em kết thúc ở đây nhé.